phóng tên lửa điện tử. G7 cho Ukraine vay 50 tỷ đô la Mỹ. Tàu chiến Mỹ theo sát tàu chiến Nga thăm Cuba. Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 13 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã diễn tập phóng tên lửa điện tử như một phần trong giai đoạn tập trận thứ hai liên quan đến cách thức triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Thông báo của Nga cho biết các quân nhân thuộc đơn vị tên lửa quân khu Leningrad đã tiến hành các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, bí mật tiến đến các vị trí được chỉ định và tiến hành các vụ phóng tên lửa điện tử nhằm vào các mục tiêu đối phương. Đây là giai đoạn thứ hai trong các cuộc diễn tập của lực lượng hạt nhân phi chiến lược. Hôm 11 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo cùng với Belarus tiến hành giai đoạn 2 cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật. Thông báo khẳng định cuộc diễn tập nhằm mục đích đảm bảo quân đội cũng như khí tài quân sự hai nước ở trạng thái sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tiến hành cuộc tập trận nói trên sau khi Moscow tuyên bố có những mối đe dọa từ phương Tây, bao gồm dấu hiệu từ việc giới chức phương Tây cho biết sẽ cho phép Ukraine được tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây viện trợ. Vừa qua, tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 tại Italia, lãnh đạo các nước G7 đã đạt nhất trí về khoản vay trị giá 50 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine, sử dụng khoản lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga. Giới chức Mỹ xác nhận các bên đã nhất trí về khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong năm nay. Thỏa thuận này là một trong những vấn đề trọng tâm khi lãnh đạo các nước G7 nhóm họp tại Italy. Khoản viện trợ này sẽ được sử dụng cho mục đích hỗ trợ quốc phòng, ngân sách và tái thiết Ukraine. Số tiền trong thỏa thuận này được lấy từ lãi suất trong tổng tài sản của Nga bị các nước phương Tây đóng băng. Hiện các nước G7 và Liên minh châu Âu EU đang đóng băng khoảng 300 tỷ euro, tương đương khoảng 325 tỷ đô la Mỹ các tài sản của Nga, nhưng họ chỉ có thể tiếp cận nguồn lợi nhuận do các tài sản này tạo ra khoảng 3,2 tỷ đô la Mỹ trên một năm. Bằng cách thành lập một quỹ cho phép các khoản vay được hoàn trả bằng nguồn lợi nhuận này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết tất cả các nước G7 sẽ đóng góp vào khoản vay này và các bộ trưởng tài chính G7 đang thảo luận chi tiết. Nga luôn nhấn mạnh bất kỳ động thái nào chuyển hướng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Moscow đều là hành vi chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy tắc và chuẩn mực của hệ thống kinh tế và tài chính quốc tế. Đồng thời Nga sẽ đáp trả nếu các nước phương Tây sử dụng bất hợp pháp các tài sản của Moscow. Chính phủ Nga đã lên tiếng trấn an việc tàu chiến Nga thăm Cuba, khẳng định không có lý do gì để bất kỳ quốc gia nào, bao gồm cả Mỹ, lo lắng về cuộc tập trận này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ tiến hành huấn luyện ở các khu vực khác nhau là việc bình thường đối với tất cả các quốc gia, đặc biệt đối với một cường quốc hải quân lớn như Liên bang Nga. Vì vậy, Moscow nhận thấy không có lý do gì để các quốc gia khác lo ngại trong trường hợp này. Trong khi đó, theo phía Cuba, chuyến thăm của đội tàu hải quân Nga tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế và là sự tôn vinh quan hệ hữu nghị lịch sử giữa La Habana và Moscow. Trước đó, ngày 12 tháng 6, một khinh hạm và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc Hải quân Nga đã cập cảng tại thủ đô La Habana của Cuba để chuẩn bị tham gia cuộc tập trận hải quân ở vùng biển Caribe kéo dài đến ngày 17 tháng 6. Trong khi tàu ngầm hạt nhân đáng gờm của Hải quân Liên bang Nga cập cảng Havana, thì một tàu ngầm tấn công có thể được trang bị ngư lôi, tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk và tên lửa chống hạm Harpoon của Hải quân Mỹ là USS Hialeah. Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Los Angeles đã đến vịnh Guantanamo. Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết việc tàu ngầm tấn công nhanh USS Hialeah đến vùng biển gần căn cứ Hải quân Mỹ ở Guantanamo là hoạt động định kỳ trong khi thực hiện sứ mệnh an ninh hàng hải và quốc phòng toàn cầu và cả vị trí và lộ trình di chuyển của tàu ngầm này đều đã được lên kế hoạch từ trước. Ngày 13 tháng 6, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg bày tỏ hy vọng rằng Pháp sẽ tiếp tục là thành viên chủ chốt của liên minh quân sự này, ngay cả khi có khả năng chính phủ cực hữu lên nắm quyền sau cuộc bầu cử sắp tới. Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Bruxelles, Bỉ, ông Stoltenberg cho biết, bất kể các đảng phái khác nhau được bầu và các phe đa số khác nhau ở Quốc hội, chúng tôi vẫn luôn thấy rằng các đồng minh NATO vẫn cam kết với liên minh vì đây là lợi ích an ninh chung của mỗi thành viên và mọi đồng minh. Người đứng đầu NATO nhấn mạnh, vì vậy tôi hy vọng Pháp vẫn là một đồng minh tin cậy và quan trọng cả trong tương lai. Thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh ngày 9 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gây ra làn sóng chấn động khắp châu Âu khi tuyên bố giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử trước thời hạn sau khi đảng tự do của ông thất bại nặng nề trước đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia RN trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Ngày 12 tháng 6, ông Macron cáo buộc đảng RN do đối thủ Marine Le Pen lãnh đạo là mơ hồ về Nga và có ý định rời NATO.
đảng của bà Le Pen trước đó đã chủ trương rời bỏ cơ cấu chỉ huy quân sự do Mỹ dẫn đầu, nhưng không rời bỏ hẳn khỏi liên minh này. Gần đây hơn, các nhà lãnh đạo RN đã gợi ý rằng họ sẽ không thay đổi vị thế của Pháp trong NATO khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đang diễn ra. Cùng ngày, bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm G7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp riêng rẽ với những người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản. Các bên đã ký kết các thỏa thuận an ninh, trong đó thì Washington và Tokyo sẽ hỗ trợ Kiev trong 10 năm. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký kết với người đồng cấp Ukraine thỏa thuận an ninh có hiệu lực 10 năm nhằm thể hiện cam kết của Washington hỗ trợ lâu dài cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra. Thỏa thuận nêu rõ Washington sẽ huấn luyện quân đội Ukraine, cung cấp thiết bị quốc phòng, thực hiện các cuộc tập trận chung và hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Tuy nhiên, không như các nước thành viên trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, thỏa thuận không buộc Mỹ phải đưa lực lượng đến bảo vệ Ukraine. Mỹ cho đến nay vẫn là nước viện trợ nhiều nhất cho Ukraine. Theo cuộc họp báo chung sau khi ký thỏa thuận, Tổng thống Biden cho biết mục tiêu của cả hai bên là tăng cường năng lực phòng vệ và răn đe đáng tin cậy của Ukraine về lâu dài. Bên cạnh đó, Ukraine và Nhật Bản cũng đã ký thỏa thuận an ninh 10 năm. Ông Zelensky nói trên mạng xã hội X, năm 2024, Nhật Bản sẽ cung cấp cho Ukraine 4,5 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục hỗ trợ cho chúng tôi trong thời hạn suốt 10 năm của thỏa thuận. Đồng thời mô tả hiệp ước là văn kiện đặc biệt với một trong những quốc gia phát triển nhất thế giới về kinh tế và công nghệ. Nhật Bản đã đề nghị hỗ trợ cho Ukraine, nhưng nước này chỉ giới hạn ở hỗ trợ phi quân sự do những hạn chế trong việc cung cấp vũ khí theo hiến pháp từ bỏ chiến tranh. Nhật Bản sẽ tiếp tục cung cấp hàng viện trợ cho Ukraine, bao gồm các thiết bị hàng hóa phi sát thương, hỗ trợ chữa trị cho các quân nhân Ukraine. Các bên công nhận thỏa thuận này là cầu nối giúp Ukraine sau cùng sẽ trở thành thành viên NATO theo nội dung thỏa thuận.